vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ chương 729, thiên địa đại trận lên, tru diệt thần quân, một. Đây là võ học gì? Một cô gái áo đỏ run rẩy toàn thân, tự lẩm bẩm, ngữ khí run rẩy, tràn đầy ý sợ hãi, nhưng không có người trả lời nàng. Tất cả mọi người bị hồn niệm thần kiếm trước mắt khóa chặt, không dám tùy tiện động đậy. Hồn niệm thần kiếm xuất hiện thật sự quá nhanh, trống rỗng xuất hiện trước mắt bọn hắn, mạnh như ngũ đại võ thần cũng không có thấy rõ ràng thế nào xuất hiện. Đi ở võ thần to lớn trước nhất đi qua kinh ngạc ngắn ngủi, nổi giận, gân cốt bách hải bùng nổ chân khí, muốn phản kháng. Oanh! Hồn niệm thần kiếm đột nhiên đánh nát thân thể hắn, ngay cả linh hồn cũng cùng bị oanh sát. Võ đạo thông thần, miễu sát. Võ thần khác cùng võ đế quá sợ hãi, dùng dập mong muốn tránh né, bọn hắn vừa động, hồn niệm thần kiếm trước mặt động như lôi đình. Quanh, quanh, quanh. Từng tôn võ đế bị oanh bạo hình thành một chuỗi nổ tung hiện ra tại trước mặt khương trường sinh, huyết quang lấp lánh, một vệt máu thịt bắn tung tóe dính khương trường sinh, nhưng bị ánh nắng chí dương thần quang hòa tan, còn chưa đụng phải mặt của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Ngũ đại võ thần, năm ngàn tôn võ đế đều ngã xuống. Kinh thành, phủ đệ, trong đình viện, thường giao lăng tự hồ cảm nhận được cái gì? Trừng lớn đôi mắt đẹp mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Tử hoàng thần quân bên trong ngọc thạch hỏi. Tình huống như thế nào? Dù sao nàng ở thượng giới, không thể cảm thụ khí tức nơi này. Những tên kia. Khí tức mất ráo. Thường giao lăng rung giọng nói, ngữ khí khó tin. Cái gì? Thật chứ? Tử hoàng thần quân động dung, đây là nàng lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt biến hóa lớn như thế. Thường giao lăng hít sâu một hơi, nói. Không có, nếu như không có ngoài ý muốn, đó chính là bọn họ đều đã chết, đến khí tức mức đạo tổ. Ta một mực không thể bắt được, hắn vốn cao thâm mạc rắc. Trong lòng nàng nhấc lên kinh đào hải lãng, không thể bình tĩnh. Nàng có thể cảm nhận được những khí tức cường đại trên trời kia, có năm tôn võ thần, đều mang đến cho nàng cảm giác áp bách cực lớn, cùng là võ đạo thông thần, cũng có khoảng cách, nàng chẳng qua là mới vừa vào cảnh giới võ đạo thông thần, bằng không tử hoàng thần quân cũng sẽ không phái nàng đến nếu lại mạnh hơn một chút mặc dù có thiên hà chi thạch cũng không cách nào để cho nàng thời gian dài đợi ở dưới võ giới nhanh đi lên xe một chút tử hoàng thần quân trầm giọng nói nàng gấp thường giao lăn lấy lại tinh thần lúc này hóa thành một đạo quang hồng sông vào mây trời trên biển mây khương trường sinh đi vào trước nam thiên môn hắn ngẩng đầu nhìn lại biển mây phía trên kịch liệt cuồn cuộn quanh một tiếng lôi vân bị tách ra cuồn cuộn thiên hà đáp xuống mặt sông chí ít rộng trăm vạn dặm trung động vô song quả nhiên là thiên hà bên trong thiên hà cuồn cuộn lóng lánh tinh quang ẩn chứa đến không hết tinh thần mặc dù bị không gian thu nhỏ cũng lộ ra khổng lồ như núi một thân ảnh đứng ngạo nghễ phía trên thiên hà giống như thần linh đang thao túng thiên hà cao cao tại thượng không ai bị nổi thiên hà đột nhiên dừng lại che đậy lôi vân để Khương Trường Sinh tựa như đang đối mặt tinh thần đại hải. Thái hoang thần quân cầm đại đao trong tay, nhìn xuống Khương Trường Sinh, lạnh lùng nói. Ngươi quả nhiên rất mạnh, chẳng qua không nghĩ tới mạnh đến trình độ như vậy, đám rác rưởi này thật sự ném hết mặt mũi của ta. Khương Trường Sinh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn. Lúc này, thường giao lăng bay lên, nhìn thấy cảnh tượng trên thiên hà, sắc mặt nàng đại biến. Thái hoang thần quân liếc nhìn nàng, khẽ nói. Đây không phải thần nữ thủ hạ của tử hoàng thần quân à, làm sao, vì sao xuống hạ giới? Chẳng lẽ tử hoàng thần quân có ý khác? Ngọc Thạch trong tay thường giao lăng hiện ra tử quan, cấp tốc ngưng tụ thành thân ảnh tử hoàng thần quân, nàng ngước đầu nhìn lên thái hoang thần quân, cười nói. Thái hoang thần quân, chớ trách, ta cũng chỉ muốn biết một chút hắn có phải dị số hay không. Thái hoang thần quân hừ lạnh một tiếng, giẫm đại đao một cái, thiên hà nổi lên tầng tầng ánh sáng màu lam, cấp tốc bao trùm bầu trời. Tử hoàng thần quân hiếp mắt, nói. Thái hoàng thần quân, đây là ý gì? Dù là người của ngươi cũng đừng hòng rời khỏi nơi đây. Không có cách, chuyện trường sinh đang quá mức trọng đại, ta ngay cả năm vị thân tín của mình đều vứt bỏ, tử hoàng thần quân, từ bỏ nàng đi, vì trường sinh đang hao tổn một tiểu nữ tử, lại như thế nào? Thái hoàng thần quân lạnh lùng nói. Sắc mặt tử hoàng thần quân đi theo lạnh xuống, trầm giọng nói. Giao lăng, đi đạo tổ sau lưng. Thường giao lăng nghe xong, lúc này bay về phía Khương Trường Sinh, rơi vào trước Nam Thiên Môn, đứng sau lưng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh cũng không có từ chối, bình tĩnh như nước nhìn Thái Hoang Thần Quân. Hư ảnh tử hoàng thần quân quay đầu nhìn về phía hắn, nói Hắn đang khởi động thiên địa dung lê đại trận, trận này sẽ bao trùm toàn bộ Thái Hoang võ giới, đến lúc đó, hết thảy tồn tại thiên ngoại đều không thể nhìn trộn đến bên trong Thái Hoang võ giới, chớ có khiến cho hắn thành công khương trường sinh nghe xong hơi nhíu mày bên trong ánh nắng đây không phải hợp hắn ý hắn không lên tiếng tiếp tục chờ đợi tử hoàng thần quân xem ra ngươi vẫn không chịu tin tưởng ta có thể thành công thôi chờ ta thành công ngươi sẽ cảm ơn ta mặc dù ngươi có dị tâm nhưng ngươi xác thực tương trợ tại ta ta sẽ không quên tình cảm của ngươi chẳng qua ngươi không tin ta thì thôi vì sao đứng chung một chỗ với tiểu tử này Thái hoang thần quân nhìn xuống Khương Trường Sinh ba người, lạnh lùng nói. Đại đao hiện ra ánh sáng màu lục, chân khí từ trên cao đi xuống, xông vào bên trong thiên hà, thiên hà lại không ngừng thúc đẩy sinh trưởng tầng tầng ánh sáng màu lam, quét ngang chân trời, tràn diện to lớn, một cổ uy áp đang ngưng tụ. Thiên cảnh, thái hoang, vô tận hải dương, càng ngày càng nhiều sinh linh ở các địa phương cảm nhận được thiên đáng sợ uy. Phía dưới cuồn cuộn lôi vân, trên một vách núi, một tên bạch y nam tử ngưỡng vọng chân trời, chính là yêu tộc chí tôn. Yêu tộc chí tôn nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Không chỉ là hắn, cường giả các tộc đều bị kinh động, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện hành động. Đối mặt Thái Hoang thần quân chất vấn, tử hoàng thần quân yên lặng. Thái Hoang thần quân châm chọc nói. Ai, không lẽ ngươi cảm thấy hắn có thể tránh thoát ta truy sát? thường giao lăng không quen nhìn mặt của hắn ngược lại đối phương muốn giết hắn nàng ngửa đầu nói ngươi muốn giết đạo tổ không có khả năng ngươi sẽ chỉ bị đạo tổ giết tử hoàng thần quân liếc nhìn nàng trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc ha 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 thái hoang thần quân ngửa đầu cười to cười đến không kiên nể gì cả giống như nghe được chuyện gì đó cực kỳ hài hước hắn mãnh liệt cúi đầu mặt mũi tràn đầy sát khí nhếch miệng lên khinh miệt cười nói giết ta. Chỉ bằng hắn. Ta sở dĩ để cho hắn độ kiếp thành công, chẳng qua là chịu quy tắc thiên địa ảnh hưởng, thần võ giới mặc dù phong chúng ta là thần quân, nhưng chúng ta nào có quyền lực của thần quân. Chờ ta luyện chế Trường Sinh đang xong, không sớm thì muộn sẽ lật tung thần võ giới thống trị, khi đó, Tử Hoàng thần quân, ngươi cũng đừng lựa chọn sai tiếp. Tử Hoàng thần quân nhìn về phía Khương Trường Sinh, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng không rõ Khương Trường Sinh vì sao còn không hành động sau đầu cái tên này là cái gì, vậy mà để cho nàng không cách nào thấy rõ hình dáng hắn. Mau ra tay. Tiếng tử hoàng thần quân truyền vào trong tai Khương Trường Sinh, lần này là dùng thủ đoạn cùng loại truyền âm thuật. Khương Trường Sinh vẫn thờ ơ như cũ. Thái hoàng thần quân tiếp tục cùng ngôn, hắn cũng cần chờ thiên địa dung lê đại trận mở ra, nếu Khương Trường Sinh nguyện ý chờ, vậy hắn càng cao hứng. Hắn thấy, Khương Trường Sinh đang đang giải dụa, có khả năng muốn cúi đầu trước hắn một lát sau tử hoàng thần quân thở dài một tiếng hư ảnh nàng đi theo tan biến ngọc thạch trong tay thường giao lăng mất đi quan thải thiên địa dung lô đại trận cắt đứt liên hệ trên trời cùng thiên hạ thường giao lăng cực kỳ khẩn trương thấp giọng hỏi đạo tổ ngài chuẩn bị làm thế nào nàng nghĩ giống như thái hoang thần quân coi là khương trường sinh đã từ bỏ bằng không vì sao muốn chờ khương trường sinh bình tĩnh nói hắn muốn chiến vậy liền chiến. Thường giao lăng ngạc nhiên, vội vàng nói. Thiên địa dung lê đại trận cũng không chỉ ngăn cách mà thôi, sẽ còn trở thành sát trận, không thể kinh thường. Khương Trường Sinh thờ ơ. Hắn đã sớm đối mặt thiên địa dung lê đại trận, mặc dù lúc ấy không có ở trong trận. Hắn không khỏi hoài nghi yêu tộc cùng Thái Hoang thần quân có quan hệ, bằng không yêu tộc sao có thể tiếp nhận truyền thừa thiên địa dung lê đại trận. Sau trận chiến này đến đi yêu tộc một lần, đi hỏi một chút vị yêu tộc chí tôn kia có biết được việc này, hắn tin tưởng đối phương sẽ thành thật trả lời, hắn luôn dùng lý phục yêu. Ngươi còn muốn chiến? Đây là lựa chọn của ngươi sao? Hài hước. Thái hoang thần quân cười lạnh, hắn cao cao nâng lên đại đao, chân khí khủng bố bùng nổ, để thiên hà dưới chân nhất lên sóng biển về hai phía. Đại trận đã lên, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới, nếu muốn nhúng chàm võ giới của ta, ngươi phải chết. Tiếng nói của Thái Hoang thần quân vô cùng uy nghiêm, đại đao trong tay phát ra đao khí đáng sợ, dài tới vạn trượng, xuyên thủng lôi vân. Thiên địa lay động. Giang hải cuồn cuộn. Thiên địa dung lê đại trận đang điều động lực lượng quy tắc thiên địa. Đúng lúc này, Khương Trường Sinh nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ về phía hắn. Lưu Kim âm dương cầu đạo bào bị cuồng phong lay động, Nam Thiên Môn sau lưng Khương Trường Sinh lù lù bất động, thường giao lăng lui lại một bước, Thái hoang thần quân bột phát khí thế thật sự quá mạnh, lúc nàng sắp không chịu nổi. Nhà! Thật đúng là dám ra tay, đừng tưởng rằng tru diệt những phế vật kia thì có thể chiến một trận với ta, ta dùng lực lượng thiên địa giết ngươi, ngươi như thế nào ngăn cản. Vốn muốn cho ngươi sống thêm một đoạn thời gian, nhưng ngươi mạo phạm đến ta, chịu chết đi. Thái hoang thần quân tức giận rít gào, chém xuống một đao, đao khí vạn trượng thổi bay lôi vân, cúi trảm mà xuống, muốn cùng nhau trảm diệt Khương Trường Sinh hai người, tính cả Nam Thiên Môn. Trước mặt đao khí, Nam Thiên Môn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. hưu Một vệt kim quang gió lốc bay lên, trong nháy mắt đánh tan đao khí vạn trượng, trong hai con ngươi thái hoang thần quân lóng lánh kim quang. Phốc lần! Đạo kim quang này xuyên thủng bộ ngực của hắn. Hắn trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, toàn thân run rẩy. Trái tim thường giao lăng ban đầu nhất đến cổ họng, Kết quả thấy Khương Trường Sinh ra tay cũng không khỏi há to mồm, mặt lộ vẻ không thể tin được. Ngươi Toàn thân Thái Hoang thần quân run rẩy, tay nắm đại đao đều đang run rẩy. một thân tuyệt học của hắn còn chưa thi triển, thế mà đã gân cốt đứt từng khúc, chân khí tán loạn. Làm sao có thể? Ta là thiên nguyên cực võ. Thân thể ta đã vượt qua thiên địa, như thế nào yếu ớt như thế? Ngón trỏ tay phải Khương Trường Sinh vẫn như cũ chỉ về phía hắn, cũng không có lần nữa ra tay. Một chỉ, đầy đủ. Pháp lực bá đạo bám vào thần niệm, được thần niệm thao túng điên cùng bừa bãi tàn phá thân thể Thái Hoang thần quân. Thái Hoang thần quân không chỉ run rẩy, lồng ngực không ngừng rướm máu, hắn run giọng hỏi. Đây là võ học gì? Thường Giao Lăng cũng rung động nhìn về phía Khương Trường Sinh. Muốn biết tuyệt học này có lai lịch ra sao? Một chỉ đã để thần quân lạnh mình. Trần Gia khí chỉ. Giọng Khương Trường Sinh vang lên, tiếng nói vừa ra, thân hình Thái Hoang thần quân rung lên, sau đó ngã xuống, từ đầu thiên hà rớt xuống tới. Sinh cơ hắn đang nhanh chóng trôi qua, ánh mắt xoay tròn nhìn thiên địa, hắn đã không thể cảm giác thân thể, càng không cách nào chạy trốn, giờ khắc này, hắn cảm giác được buồn ngủ trước nay chưa có. Trong lòng hắn chỉ có một cái hoang mang. Trần Gia Trần Gia nào? Kích hoạt pháp bảo toàn thân là để cho an toàn, sử dụng cái gọi là trần gia khí chỉ bởi vì thường giao lăng ở sau lưng, không dễ thi triển thần thông hoặc pháp bảo càng khoa trương hơn, dùng võ học đánh giết thái hoang thần quân, mới có thể làm cho tử hoàng thần quân nghĩ không ra hắn không phải võ giả. Tay phải khương trường sinh vương ra năm ngón tay, cách không khẽ hấp, hút thái hoang thần quân đến trong tay, một tay dẫn theo đai lưng của hắn. Thái hoang thần quân lúc trước không ai bị nổi giờ phút này như thi thể, máu tươi còn đang không ngừng chảy xuống thường giao lăng lấy lại tinh thần nuốt nước miếng một cái hỏi trần gia khí chỉ là tuyệt học gì là trần gia thượng giới sao khương trường sinh trả lời ngẫu nhiên đoạt được liên hệ duy nhất giữa trẫm cùng thượng giới chính là ngươi và chủ nhân của ngươi thường giao lăng thở dài một hơi nàng nguyện ý tin tưởng khương trường sinh khương trường sinh không có rời đi mà chờ đợi thời gian qua một đoạn thời gian hắn sẽ phá mở thiên địa dung lê đại trận, lộ ra hắn hao tốn một quãng thời gian mới đánh giết Thái Hoang thần quân. Giờ phút này, ý thức Thái Hoang thần quân đã lân cận đến điểm tối hậu quan đầu, hắn chật vật mở mắt, liếc nhìn Khương Trường Sinh, trung giọng nói. Ngươi, dị số, không sớm thì muộn, tai họa. Khương Trường Sinh hờ hững nói. Trẫm ban đầu không nghĩ đối địch với ngươi, là người bất quá gấp. Hắn biết Thái Hoang thần quân muốn nói gì, cho nên các hắn, nếu hạ sát thủ trong lúc hắn nói chuyện, ngược lại lộ ra hắn đang kiên kỵ cái gì. Thái hoang thần quân họ khang, hai tay cuối cùng rơi xuống, triệt để chết đi. Mạnh như thần quân trên trời cũng chết trong tay Khương Trường Sinh, mà lại là một chiêu. Thường giao lăng bị chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Khương Trường Sinh cũng không có gợn sóng quá lớn, lúc hắn vừa đột phá, giá trị hương hỏa đã mạnh hơn Thái Hoang Thần Quân hơn 3.000 ức, đã nhiều năm trôi qua, hắn một mực đang mạnh lên, mà Thái Hoang thần quân thì trì trệ không tiến. Chênh lệch giữa hai người đã có thể dùng hai từ cách xa để hình dung, giết Thái Hoang thần quân, tuyệt không phải việc khó. Thường giao lăng tâm loạn như ma, nàng tò mò lai lịch của Khương Trường Sinh, tò mò Trần Gia là cự phách phương nào của huyền hoàng đại thiên địa. Nửa nén hương thời gian về sau, Khương Trường Sinh đưa tay, lần nữa dùng Trần Gia khí chỉ đánh tan lôi vân, đánh nát thiên địa dung lê đại trận. Tiên nguyên năm 70, Thái Hoang thần quân mang theo năm tôn võ đạo thông thần, năm ngàn võ đế buông xuống Thái Hoang, muốn đánh chết ngươi, diệt trừ nhân tộc, ngươi kịp thời ra tay, thành công sinh tồn khi bị bọn hắn vây công hạ, vượt qua một trường kiếp nạn, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, pháp bảo, phong thần bản. Một dòng thông báo xuất hiện trước mắt Khương Trường Sinh. Phong thần bản. Khương Trường Sinh nhíu mày, có ý tứ, sau khi hắn phi thăng vừa hay muốn phê chuẩn tiên thần. Chẳng qua nếu phong thần bản nếu chỉ là phong thần, kia còn kém không ít, ít nhất không hợp với mong muốn của hắn. Khương Trường Sinh dẫn theo Thái Hoang thần quân bay về phía Kinh Thành, thường giao lăng vội vàng đuổi theo đi. Đạo tổ, thi thể của hắn, ngươi tính. Lưu cho thiên cảnh đi, có thể nghiên cứu võ đạo mạnh hơn, huống hồ khôi lỗi võ đạo đã cuộc khởi, nếu ngày sau có thể luyện chế hắn thành khôi lỗi, há không tốt hơn. Bên trong huyền hoàng đại thiên địa cũng có tương tự khôi lỗi võ học, bất quá đều không thể phát huy toàn bộ thực lực của khôi lỗi khi còn sống dù sao cũng tốt hơn so với tiêu hủy đúng như thế hai người một bên trò chuyện một bên tan biến trong mây lôi vân bao trùm toàn bộ thiên địa bắt đầu tiêu tán thiên hà hạo đảng vẫn phun trào ở trên trời chẳng qua sau khi mất đi thái hoang thần quân điều khiển thiên hà không có rơi xuống nhân gian mà ngao du chân trời rơi xuống vô số ánh sao tiêu tán ở trên không mây vàng cuồn cuộn Mặt trời chói chang ở trên trời cao, vô cùng to lớn, trong mây có từng cây trụ lớn đứng thẳng, trên mỗi một cây trụ lớn đô khảm nạm từng khỏa bảo thạch, mà trước trụ lớn đều có một người đang ngồi chờ đợi. Binh Một khối ngọc thạch bỗng nhiên phá toái, bả vụn rơi xuống, người ngồi chờ ở phía dưới ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Người chờ đợi trước trụ lớn khác cũng nghe đến tiếng vang, dùng dập mở mắt. Thần quân thạch phá toái, có thần quân chết rồi. Chật chật, gần đây thần quân cũng thật nhiều chết đi. Chết thì chết đi, chết mới có càng nhiều vị trí để cho chúng ta trèo lên trên. Vị trí đó là Thái Hoang Thần Quân. Chết là Thái Hoang Thần Quân. Vậy xem ra chuyện sẽ không nhỏ. Đám người chờ đợi nghị luận ầm ĩ, người chờ đợi tiếp được đá vụn bả vụn rời đi. Một bên khác. Trong một hành lang sáng ngời, Tử Hoàng Thần Quân ngồi trên ghế chờ đợi, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Khương Trường Sinh bỏ mặt thiên địa dung lô đại trận thành công, để cho nàng đột nhiên không biết nên làm cái gì, nàng chỉ có thể chờ đợi, không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Lúc này, Ngọc Thạch bên tay nàng bỗng nhiên sáng lên, nàng cầm lên, bên trong hiện ra gương mặt đầy ý cười của Thường Giao Lăng. Nhìn thấy Thường Giao Lăng, tử hoàng thần quân động dung, trong lòng nàng rung động. Đạo tổ thắng Nếu như đạo tổ thua, Thường Giao Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ nói một chút quá trình chiến đấu tử hoàng thần quân trầm giọng nói nàng kể một nửa thật một nửa giả chính là khương trường sinh phân phó nàng cũng không phải phản bội tử hoàng thần quân mà là khương trường sinh nói có lý nếu để cho tử hoàng thần quân biết được khương trường sinh mạnh mẽ có thể sẽ sinh ra lòng kiên kỵ bất lợi cho hợp tác về sau thường giao lăng tin tưởng cái này không nghi ngờ quyết định nói ra một lời nói dối có thiện ý trên thực tế dùng đạo tổ biểu hiện tử hoàng thần quân nếu đối địch với hắn, cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng không bằng để hai bên hợp tác hòa bình, nàng cũng vì muốn tốt cho tử hoàng thần quân, ít nhất nàng nghĩ như vậy. Trần Gia khí chỉ Huyền hoàng đại thiên địa cũng không ít Trần Gia, ta sẽ điều tra một phen, nếu đạo tổ thắng, ta sẽ chuẩn bị tiếp quản thái hoang võ giới, ngươi tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn, nếu hắn có cần, bất cứ lúc nào nói với ta. Hiểu rõ Ngọc Thạch chặt đứt hình ảnh, Tử hoàng thần quân đứng dậy, tan biến tại tại chỗ. Bên trong tử tiêu cung. Khương Trường Sinh tiếp nhận truyền thừa song phong thần bản, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tốt cho một phong thần bản. Mạnh mẽ hơn cả hắn tưởng tượng, phong thần bản này có thể phân đất phong hầu tám bộ 365 vị chính thần, 365 vị chính thần tồn vong cùng phong thần bản, không nhận tuổi thọ ảnh hưởng, nói cách khác, phong thần bản bất diệt, bọn hắn sẽ bất tử. Khương Trường Sinh dung nhập khí vận vào phong thần bản, chỗ khí vận hắn bao trùm, nhóm chính thần đều có thể kéo theo lực lượng thiên địa bên trong phạm vi. Mặt khác, phong thần bản có năng lực truyền tống, nếu như Khương Trường Sinh đi xa khỏi huyền hoàng đại thiên địa, có thể triệu hoán bọn hắn chiến đấu cho mình. Theo 365 vị chính thần càng ngày càng mạnh, Khương Trường Sinh cũng có thể điều khiển phong thần bản tiến hành chiến đấu, dùng tiên thần đạo thống trấn áp cường địch, mà lực lượng phong thần bản căn cứ vào bản thân hắn cùng với khí vận của 365 vị chính thần. Phong thần bản có khả năng trở thành chí bảo để thiên đình trấn áp khí vận, cổ vũ khí vận thiên đình tăng trưởng. Vị trí chính thần cũng có khả năng thay đổi, Khương Trường Sinh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, hủy bỏ thần vị, một khi mất đi vị trí chính thần, không thể tuổi thọ cùng tồn tại với phong thần bản, thông qua phong thần bản, Khương Trường Sinh cũng có thể thao túng các chính thần để bọn hắn không được phản bội mình phong thần bản còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của hắn, có thể sáng tạo ra 365 vị tiên thần, chỉ là tuổi thọ trường tồn cũng đủ để làm người điên cuồng. Thiếu hụt duy nhất là phong thần bản cũng là pháp bảo loại hình trưởng thành, nhóm chính thần rời khỏi bên trong phạm vi khí vận của phong thần bản cũng chỉ có thể theo dựa vào cảnh giới võ đạo của mình, nhưng có bọn họ, phạm vi khí vận của phong thần bản lại không ngừng tăng trưởng, nếu như có thể bao trùm toàn bộ huyền hoàng đại thiên địa. Vậy bọn hắn liền là thần chân chính. Khương Trường Sinh xuất ra phong thần bản, kim quan sáng chói, lấp lánh trên mặt hắn, nhìn kỹ lại, bên trong kim quan có một bộ quyển trục, thần bí đến cực điểm. Phong thần bản trưởng tiên thần, Sơn Hải Kinh trưởng thiên địa dị thú, thiên địa bảo giám trưởng sông núi vạn vật, đây là một con đường không có lối về. Trong lòng Khương Trường Sinh cảm khái, một khi khởi thế, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều căm thù, chỉ có thể thuận thế mà làm, không thể giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bất quá cho dù không có ba món pháp bảo này, hắn tu tiên vốn là bị gạt bỏ. Có ba kiện chí bảo, hắn xem như thành lập đạo thống cùng với quy tắc của mình, ít nhất hắn có thể để con dân, tín đồ của mình trôi qua càng tốt hơn, lương tâm hắn không có trở ngại. So với việc giao vận mệnh cho người khác bài bố, không bằng chính mình trưởng khống. Thiên địa chi thần giống như Thái Hoang thần quân tất nhiên không phải một người, hy sinh thiên địa vạn vật tăng cường bản thân mình, chính là một con đường thương thiên hại lý đạo của Khương Trường Sinh không có hoang đường như vậy, hương hỏa tín đồ cho hắn tín ngưỡng chỉ là một loại suy nghĩ, cũng không có để các tín đồ tổn thất cái gì, càng sẽ không để tín đồ hy sinh tính mạng của mình. Dùng bản thân mạnh lên làm chủ, thuận thế tạo phúc cho người bên cạnh cùng với thương sinh dưới thân. Khương Trường Sinh nhếch miệng, bắt đầu luyện hóa tấm chế bên trong phong thần bản. Cùng lúc đó, tin tức liên quan tới đạo tổ tru diệt thiên địa chi thần cấp tốc truyền ra, thiên tai giữa thiên địa bắt đầu yên tĩnh các châu thiên cảnh nhất lên tiếng hoang hô chấn động trời cao, danh vọng Khương Trường Sinh đạt đến đỉnh phong. Tin tức cũng bắt đầu lan về Thái Hoang, khiến cho các tộc kinh ngạc. Khương Trường Sinh đang nghe truyện trên TV Audio CV thì không có ý định xuất đầu lộ diện, một trận chiến này ảnh hưởng thật sự quá lớn, hắn muốn tránh đầu gió, điệu thấp hưởng thụ giá trị hương hỏa bành trướng. Sau 3 tháng, tin tức thiên địa chi thần bị thiên cảnh đạo tổ chu diệt triệt để truyền ra, vạn tộc xôn xao, trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều chủng tộc điều động sứ giả bái phỏng Thiên Cảnh, mong muốn giao hảo cùng Thiên Cảnh. Trải qua trận chiến này, vạn tộc ngừng ý định vây quét nhân tộc, để từ Thiên Cơ gọi đây chính là một trận chiến định càng không như hắn mong muốn. Thiên Hà bơi lội trên vùng trời Thái Hoang, các tộc đều có thể thấy Thiên Hà, Thiên Hà rộng lớn bao nhiêu, không người có thể tính toán, từ khi Thiên Hà buông xuống, linh khí võ đạo giữa thiên địa đang tăng trưởng, đây là chuyện chúng sinh rõ ràng có thể cảm giác được thiên cảnh bắc cảnh, đế xương đứng trên vách núi trên lưng sơn quy to lớn. Nhìn thiên hà ầm ầm sóng dậy trên trời, ánh mắt đầy phức tạp. Thiên hà, thiên ngoại ma hà, thật sự là hài hước. Đế xương tự lẩm bẩm, nụ cười đắng chát. Nguyên lai căn bản không có thiên ngoại ma hà, thiên hà là đến chúc phúc nhân gian, chẳng qua là bị thiên địa chi thần mượn tới diệt trừ vương tộc. Đạo tổ, ngài đến tột cùng là tồn tại như thế nào? đế xương nhìn hướng chân trời nói một mình hai tháng trước biết được thiên địa chi thần bị đạo tổ tru diệt hắn phản ứng đầu tiên là khó tin ngay sau đó là bội phục thật sâu loại bội phục này cấp tốc bành trướng khoảng cách thiên cảnh càng gần cảm xúc càng mãnh liệt thiên địa chi thần diệt trừ vương tộc nhưng không có tự mình hiện thân điều này nói rõ đạo tổ mạnh mẽ đã vượt qua vương tộc thời kỳ cường thịnh nhất mà lại là một mình hắn vượt qua một tộc đây là mạnh mẽ bực nào đây mới là lực lượng mà hắn nên theo đuổi đạo tổ có lẽ thật là tiên thần đầu thai chuyển kiếp vẻ mặt đế xương bỗng nhiên chấn động trong đầu vang lên tiếng chuông rung động tâm linh đế xương phát giác được không thích hợp tỉnh tọa ngay tại chỗ hắn vừa nhắm mắt lại ý thức bỗng nhiên bị kéo vào một trạng thái kỳ diệu hắn có cảm giác trời đất xung quanh mình đang quay cuồng đột nhiên hai chân hắn rơi xuống đất thiên địa chưa mở ta trước tiên ở đại đạo tam thiên ta độc lĩnh kê cao gối mà ngũ huyền môn cửu trọng thiên, điểm hóa đạo môn lập thành tiên. Đây là... ta là... Một tiếng nói đạm mạc vang dội vang lên bên tai đế xương, hắn mở mắt nhìn lại, không khỏi động dung. Chỉ thấy biển mây trên trời hình thành một vòng lại một vòng, đếm không hết sinh linh tùy ý ngao du, có hung thú hình thể lớn như cự nhạc, có vỏ giả nhân tộc nhỏ bé lại nhiều như kiến, trên mỗi một mây tầng biển mây đều cung điện to lớn đứng thẳng, tản ra thần quan vạn trượng. Thân là thiên địa đế cảnh, đế xương lần đầu nhìn thấy tình cảnh như thế, các tộc vậy mà có thể sống chung hòa bình cùng một chỗ. Còn có tiếng nói trong đầu. Đạo tổ. Thần du đại thiên địa. Đế xương bị chấn động, giờ khắc này, hắn kiên định một ý nghĩ. Đạo tổ thật chính là tiên thần. Lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cười nói. Ngươi là người mới tới. Đế xương kinh ngạc hỏi, Sao ngươi lại biết? Đối phương là một thanh niên, cười ha ha. Chỉ có mấy người mới phải đứng ở trên mặt đất, đi thôi, mang ngươi lên trời, trên trời mới đặc sắc, về sau ngươi cũng không muốn xuống dưới nữa. Đế xương cảm giác đối phương khoác lác, nhưng hắn cũng không có sĩ diện, mới đến, hắn cũng cần hiểu rõ thần du đại thiên địa, hắn lúc này đi theo bay lên trời. Nhân tộc còn thật nhiệt tình, ít nhất không có tư thái cao ngạo như vương tộc cùng với cường tộc khác đối với dị tộc Đế Sương nhìn bóng lưng của thanh niên, kiên lặng suy nghĩ. Tiên nguyên năm 71, thiên hà còn chưa tan đi, vẫn đang phun trào ở trên trời. Bên trong Tử Tiêu cung. Khương Trường Sinh đang lĩnh hội thiên hà, hắn đã nhận chủ phong thần bản, nhưng tạm thời không dùng được phong thần bản, chờ hắn sau khi phi thăng bàn lại việc này. Bên trong thiên hà ẩn chứa đến không hết tinh thần, những ngôi sao này phần lớn đều có khí tức cùng với sinh linh, nói cách khác rất nhiều tinh thần đều là thế giới hoàn chỉnh cảm ngộ quy tắc thiên địa trong đó vận hành ra sao có thể trợ giúp Khương Trường Sinh tu hành. Theo đạo giới càng ngày càng hoàn thiện, lực lượng thiên địa trong đạo giới bắt đầu quay quanh đạo quả của hắn, thối luyện đạo quả của hắn. Sau khi tiến vào trạng thái ngộ đạo, Khương Trường Sinh bắt đầu không hỏi thời gian. Thái hoang thần quân đều đã chết, tiếp theo hẳn không có việc lớn, nếu thật có, hắn cũng có thể trước tiên tỉnh táo, hắn chuyên môn lưu lại một tôn phân thân bên ngoài, phát giác được nguy hiểm sẽ dung nhập trong cơ thể hắn, cắt ngang trạng thái ngộ đạo của hắn. Tháng 11, trời có tuyết lớn. Kinh thành. Đế xương đến đây bái phỏng thường giao lăng. Hai người gặp ở bên trong thạch đình, đế xương nhìn không thấu cảnh giới của nàng, âm thầm kinh hải. Tiền bối, xin hỏi ngài đến từ trên trời. Đế xương chắp tay hành lễ, nghiêm túc hỏi. Thường giao lăng đánh giá hắn, nói. Không sai, đối với việc vương tộc ngã xuống, ta thật có hiểu rõ. Khí tức đế xương thật sự quá cường liệt, mới tới kinh thành đã bị nàng phát hiện, đạo tổ đang bế quan, nàng tự nhiên muốn hỗ trợ. Trong kinh thành ngoại trừ đạo tổ, không ai có thể trấn áp võ đế. Đế xương xúc động, vội vàng nói. Xin tiền bối nói cho ta biết, vì sao vương tộc ngã xuống. Mặc dù hắn đã đoán được chân tướng, nhưng cũng chỉ là suy đoán, hắn cần người nói rõ cho mình nghe thường giao lăng không có dấu giếm, kể từ lúc Thái Hoang thần quân gặp được bình cảnh võ đạo. Vương tộc thứ nhất của Thái Hoang là nhân tộc. Thiên địa chi thần mong muốn luyện chế trường sinh đan. Đế xương nghe xong bối rối, tự ngạo vương tộc trong lòng của hắn nắc bấy. Nguyên lai thiên hạ này vốn cũng không phải là vương tộc, vương tộc sở dĩ có thể xưng vương tộc, chẳng qua là Thái Hoang thần quân cần một nhánh chủng tộc đánh ép nhân tộc. Nếu không phải thần võ giới quy định võ giới nhất định phải có nhân tộc tồn tại, sau khi nhân tộc bị diệt, phe tiếp theo là vương tộc. Sự thật đúng là như thế, Thái Hoang thần quân diệt vương tộc, tại thời điểm tối hậu quan đầu chuẩn bị liều lĩnh diệt đi nhân tộc. Hài hước. Đạo tổ bây giờ ra tay, không chỉ cứu được nhân tộc, cũng cứu được vạn tộc Thái Hoang, hắn vốn có thể phi thăng, ngay cả chủ ta đều muốn lôi kéo hắn. Thường Giao Lăng cảm khái nói, vốn muốn nói tốt giúp đạo tổ, để đế xương đừng làm loạn, kết quả nàng phát hiện mặt đế xương đã lộ vẻ kính nể, cuồng nhiệt. Đế xương hít sâu một hơi, nói. Đạo tổ xác thực vĩ đại, tiền bối yên tâm, ta cũng không phải tới quấy rối, trên thực tế ta và đạo tổ đã sớm đạt thành ước định, trước khi thiên hà buông xuống, vương tộc đã nguyện ý quy thuận đạo tổ. Thường giao lăng kinh ngạc, trước khi thiên hà buông xuống. Đạo tổ thật đúng là thần thông quảng đại. Ánh mắt đế xương sáng rực nói ta sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua tồn tại giống dạng kia hắn tuyệt đối là tiên thần rất nhiều chuyện ta không tiện nói nhưng có một chút thờ phụng đạo tổ tuyệt đối là cơ duyên lớn nhất thường giao lăng nhíu mày nàng suy nghĩ trước đó gặp phải một số võ giả cũng đã nói lời tương tự chẳng lẽ còn có chuyện ta không hiểu rõ đạo tổ trong lòng nàng trở nên càng thêm thần bí nghe đế xương thao thao bất tuyệt tán dương đạo tổ tâm lý của thường giao lăng cũng phát sinh biến hóa ban đầu nàng muốn khuyên đế xương không nghĩ tới bây giờ là đế xương khuyên nàng cái này là chỗ đáng sợ của hương hỏa tín đồ bây giờ khương trường sinh đã không cần tự mình tuyên dương tín đồ của hắn có thể giúp hắn kéo đến liên tục không ngừng tín đồ mới mỗi năm đi qua thiên hà mang cho thái hoang biến hóa càng lúc càng lớn chỉ là linh khí võ đạo đã tăng trưởng gấp bội nguyên lai võ giới chỗ thiên hà đi qua đều là võ giới đã xuống dốc chẳng qua bị thái hoang thần quân lợi dụng mà thôi nhưng thiên hà không sẽ lâu lưu lại nhân gian. Thời gian đi vào tiên nguyên năm 80, thiên hà bay lên, chuẩn bị rời khỏi thái hoang võ giới. Trạng thái ngộ đạo của Khương Trường Sinh cuối cùng bị đánh gãy, hắn nhấc mắt nhìn đi, mắt thấy thiên hà đang rời khỏi thái hoang võ giới. Hắn lộ ra nụ cười, thiên hà hạ giới 10 năm để tu vi của hắn tăng trưởng không ít, ít nhất là hắn rất hài lòng. Phân thân theo lòng đất chui ra ngoài, đi theo nhảy vào trong cơ thể hắn, sau khi dung hợp trí nhớ phân thân, Khương Trường Sinh lần lượt an bài người trong khoảng thời gian này muốn gặp hắn vào cung. Đầu tiên là Trần Lễ, việc lớn của thiên cảnh, không qua loa được. Càng ngày càng nhiều chủng tộc mong muốn giao hảo cùng thiên cảnh, bọn hắn mong muốn một thái độ, thần thật sự bị phiền đến chết, mà chúng thần cũng muốn biết được kế hoạch tiếp theo của ngài. Trần Lễ không người nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh tràn ngập kính sợ. Trong 10 năm, thiên cảnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất di mạch vương tộc đế xương tuyên bố hiệu lực cho đạo tổ thậm chí còn tiến vào long khởi quan nguyện chỉ bảo võ giả thiên hạ chuyện này dẫn tới tiếng vọng cực lớn đế xương thiên địa đế cảnh cũng chính là võ đế thiên cảnh thêm ra một vị võ đế để người trong thiên hạ kinh ngạc tán thán khương trường sinh nói làm từng bước thiên cảnh còn cần phát triển đừng cho tử ngọc dẫn đầu hậu nhân chinh chiến nữa hắn không muốn nhận hết mọi công lao dù sao cũng phải cho con cháu một chút không gian huống hồ thiên cảnh sát thực không cần khuếch trương ít nhất trước mắt không cần trần lễ nghe xong sắc mặt biến hóa cẩn thận từng ly từng tí hỏi ngài còn có thể đợi ở nơi này bao lâu gần đây thần du đại thiên địa đồn đã chuyện phi thăng cùng huyền hoàng đại thiên địa thổ lộ người tự nhiên là linh sơn thần nữ thường giao lăng không sai thường giao lăng đã tiến vào thần du đại thiên địa trở thành tín đồ cuồng nhiệt của Khương Trường Sinh, nàng xem tín đồ khác như người một nhà, tự nhiên không có dấu giếm chuyện huyền hoàng đại thiên địa, nàng vốn định nói cho các tín đồ đạo tổ không sớm thì muộn sẽ tiến vào thiên địa càng cao, cần bọn hắn một mực tùy tùng. Lại làm cho các tín đồ hoảng hốt. Nếu đạo tổ rời đi, bọn hắn còn có thể tiến vào thần du đại thiên địa sao? Đạo tổ có thể bỏ qua bọn hắn hay không? Khương Trường Sinh nói. Chờ tử Ngọc đi đến thiên địa đại tôn, trẫm sẽ nhường ngôi các ngươi không cần lo lắng trẫm chẳng qua đi thiên đình đám lão thần các ngươi cũng sẽ đi theo giống ngươi trẫm sẽ phong ngươi làm thần trần lễ nghe xong mừng rỡ như điên vội vàng bái tạ khương trường sinh hắn đã là thừa tướng mấy triều đã không có hứng thú đối với quyền thế thế gian bây giờ chẳng qua là tận chức trách nếu có thể đứng hàng tiên bang sao hắn có thể không hướng tới trần lễ lại hỏi thăm một ít chuyện khương trường sinh trả lời từng cái tóm lại thiên cảnh hiện tại không cần chiếm đoạt thiên hạ trước hết để cho bản thân cường đại lên mới là then chốt thế giới võ đạo quan trọng nhất là thực lực võ đạo toàn thể sau khi trần lễ lui ra mộ linh lạc tới chủ yếu là quan tâm khương trường sinh hai người ở cùng nhau một ngày mộ linh lạc lưu luyến không rời rời đi khương trường sinh đứng dậy đi ra tử tiêu cung đi vào trong ngự viên cung nữ bưng tới rượu ngon món ngon thân là tu tiên giả hắn đã tích cốc dựa vào thiên địa linh khí là đủ nhưng tình cờ nhấm nháp chút món ngon cũng có thể thỏa mãn vị giác cũng không lâu lắm thường giao lăng đến đây nàng ngồi ở trước mặt khương trường sinh mở lời đạo tổ tử hoàng thần quân đã trở thành chủ nhân của thái hoang võ giới bất quá nàng đang rất bận rộn tiếp nhận khí vận thái hoang võ giới trong vòng mấy chục năm đoán chừng không dứt ra được tử hoàng thần quân khương trường sinh chú ý tới xưng hô của nàng biến hóa âm thầm mừng rỡ đây là triệt để trở thành người của hắn trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì lại để thường giao lăng phản bội khương trường sinh nói nếu tử hoàng thần quân hỏi thăm ngươi có chút chuyện có thể dẫn tới nàng kiên kỵ thì tận lực không muốn nói trẫm không có ý đối địch với nàng thậm chí cảm kích nàng đúng ra nhưng một khi cải biến lập trường trẫm cũng lo lắng nàng trở thành thái hoang thần quân tiếp theo thường giao lăng gật đầu nói Ta hiểu rõ ngài bận tâm, thật ra thần quân đều như vậy, đều vì lợi mà mưu đồ, căn bản không coi là cái gì nếu so với chí lớn của ngài. Ánh mắt nàng nhìn về phía Khương Trường Sinh tràn ngập sùng bái. Thần du đại thiên địa nội uẩn các tộc, đạo tổ cũng không có độc tôn nhân tộc, ngược lại sẽ đề bạc một vài sinh linh chủng tộc khác. Hắn hoành nguyện muốn thành lập chúng sinh bình đẳng đã truyền đạt đến trong lòng tất cả hết thảy tín đồ, mặc dù đại bộ phận sinh linh cảm thấy rất khó thực hiện, nhưng không trở ngại bọn hắn kính để đạo tổ khương trường sinh gật đầu nói ngươi cùng tử hoàng thần quân là quan hệ như thế nào thường giao lăng trả lời nàng là trưởng bối của ta chúng ta đến từ thường tộc thường tộc phân bố cực lớn tại huyền hoàng đại thiên địa ta từ nhỏ đi theo nàng nàng thuận thế giới thiệu một chút về thường tộc có phần kiêu ngạo nàng cảm thấy hiện ra bối cảnh của mình trước mặt đạo tổ cũng có thể làm cho đạo tổ càng coi trọng nàng huyền hoàng đại thiên địa có rất nhiều vạn cổ thế gia thánh địa tông môn thật ra là võ giới bản cường hóa nói đúng ra võ giới phát triển đều phỏng theo huyền hoàng đại thiên địa bởi vì nhân tộc thống nhất huyền hoàng đại thiên địa cho nên thế gia dùng họ làm tộc thì tộc tranh đấu với nhau cũng cực kỳ kịch liệt thường tộc có bảy vị thần quân bảy vị thần quân chẳng qua đại biểu lực lượng thường tộc tại thần võ giới nội tình thường tộc rất mạnh ngay cả thường giao lăng cũng không rõ ràng người mạnh nhất thường tộc mạnh bao nhiêu thường giao lăng nhớ tới một sự kiện nhắc nhở. Đúng rồi, đạo tổ, gần đây có vài người thượng giới theo thiên hà xuống tới, có mục đích gì, tạm thời không biết. Khương Trường Sinh gật đầu, trong lòng hắn đi theo diễn toán, người mạnh nhất giới này trừ hắn ra mạnh bao nhiêu, quả nhiên, đạt đến 150 tỷ, mặc dù không bằng thái hoang thần quân, nhưng cũng xem như tồn tại cực mạnh. Hàng Huyên cùng thường giao lăng một hồi lâu, thường giao lăng mới rời đi, nhìn bóng lưng của nàng, Khương Trường Sinh lưỡng lự muốn phong nàng làm chính thần hay không? Thần vị trong phong thần bản cũng không nhiều, dùng một cái thì thiếu một cái. Lại quan sát thêm đi. Mặc dù là tín đồ, nếu tử hoàng thần quân mang theo thường tộc đối phó hắn, cũng không biết nàng còn có thể đứng bên phía mình hay không. Tính ngưỡng ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng phải nhìn xem sao, trước mắt Khương Trường Sinh còn chưa thử qua tình cảnh người nhà tín đồ là địch của mình, hắn thấy không cần thiết, nguy hiểm lớn mà lại không có ý nghĩa, Khương Trường Sinh chẳng qua dựa vào tính đồ thu hoạch được giá trị hương hỏa, cũng không phải dựa vào tính đồ tác chiến. Sau đó Khương Trường Sinh lại thấy những người khác, đều là cố nhân quen biết đã lâu, tỉ như Phù Nguyệt Thế Gia, Chân Long Tự, Hóa Long Phủ cùng với Di Mạch Vương Tộc các loại. Đế xương đầu nhập để Khương Trường Sinh thật cao hứng, thiên cảnh phát triển nhanh, nhưng cần thời gian, đế xương lại là võ đế hàng thật giá thật, mà còn không phải võ đế bình thường, chỉ dựa vào đế xương, cũng đủ để thiên hạ điên cuồng chạy theo. Khương Trường Sinh cũng không có keo kiệt, sắc phong đế xương, công chiếu thiên hạ, chỉ ra thân phận võ đế của hắn. Không đến một tháng, thánh chỉ truyền khắp các thành thiên cảnh, dẫn tới người trong thiên hạ phấn chấn, đám võ giả cũng cảm nhận được áp lực, không nghĩ tới vị võ đế thứ hai đại cảnh đến từ chủng tộc khác, đây tuyệt đối là một loại thúc dục. Một ngày này, Khương Trường Sinh bay tới trước Nam Thiên Môn, bắt đầu dùng đại tạo hóa thần thuật sáng tạo cung điện trên trời, quan thông u, đế xương đứng sau lưng hắn nhìn nhìn hắn dùng thần thông hóa không thành có hai người bị chấn động đến thật lâu không nói từng tòa cung điện rực rỡ xuất hiện đại khí bàn bạc tản ra hào quang bảy màu ba người tới nhị trọng thiên khương trường sinh tiếp tục sáng tạo cung điện càng lên cao cung điện càng ít đủ để hiển lộ rõ ràng địa vị đợi hắn sáng tạo xong cửu trọng thiên nói về sau thành lập thiên đình các ngươi chính là hai đại thần tướng của thiên đình ngoại trừ bảo hộ thiên đình, còn có bảo hộ chúng sinh bên trong phạm vi thiên đình. Quan Thông U tò mò hỏi. Như thế nào phân chia? Lấy khí vận, trẫm không thể làm cho tất cả chúng sinh thái bình, chỉ có thể để trật tự bên trong phạm vi khí vận của thiên đình mau sớm vững chắc. Khương Trường Sinh trả lời, sau đó nói chức trách sau này của thiên đình, Quan Thông U, đế sư nghe mà cảm xúc sụp sôi. Tiên giới, nhân giới, địa phủ. Thiên đình trưởng tam giới, trên thông thiên đạo, dưới khống luân hồi. Ít hầu đế xương cổ động, nói. Thế gian thật có luân hồi. Khương Trường Sinh cười nói. Về sau các ngươi sẽ hiểu rõ. Bỏ ra nửa ngày, sau khi kiến tạo tốt thiên đình, Khương Trường Sinh để hai người quan thông u trấn thủ thiên đình, dù sao thì võ giả cũng biết bay, nếu bay vào được, vậy cũng không đẹp. Đây là vấn đề Khương Trường Sinh cần phải giải quyết, kia chính là để thiên đình cách biệt với nhân gian, hắn lại nghĩ tới đạo giới nhưng lại cảm thấy cần chờ một chút không thể sớm bại lộ đạo giới tồn tại đạo giới tương quan tu vi của hắn tu vi hắn càng mạnh đạo giới càng bao la hơn trước mắt hắn muốn đạo giới đơn độc tồn tại dạng này về sau thiên đình thiên cảnh bị diệt chúng sinh trong đạo giới có thể làm tín đồ của hắn dù sao cũng phải biện pháp dự phòng không thể đặt trứng gà ở trong một giỏ sách mặc dù hắn sẽ tận lực bảo hộ thiên đình cùng thiên cảnh nhưng một phần vạn thì sao sáng tạo xong thiên đình khương trường sinh trở lại tử tiêu cung tiếp tục luyện công vừa giải quyết xong thái hoang thần quân trong lòng hắn vẫn có áp lực cho nên phải nắm chặt thời gian mạnh lên tranh thủ sớm ngày đột phá vĩnh viễn để cho địch nhân đoán không được thực lực của hắn trước mắt hắn đã bại lộ mình mạnh hơn thái hoang thần quân lần sau kẻ địch trên trời tới đây tất nhiên vượt xa thái hoang thần quân bên trong một tòa thành trì duyên hải võ giả trên đường phố người đến người đi hai bên cửa hàng phi thường náo nhiệt có gia nhân ngâm hát, có võ giả đang đang biểu diễn võ học. Nhân tộc Thái Hoang võ giới tuy ít nhưng còn thật náo nhiệt. Nói chuyện chính là một nữ tử áo xanh, dung nhan xinh đẹp, khí chất hoạt bát, mắt to nhìn nó nghiêng hai phía, lộ ra nhí nha nhí nhảnh. Nam tử áo đen đứng bên cạnh nàng mặt không chút thay đổi nói: Dù sao cũng là nhân tộc, văn hóa phát triển là chủng tộc khác không thể so được. Vậy chọn vận Triều này đi. Nghe được nam tử áo đen nói như vậy, Nữ tử áo xanh quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi. Quyết định xong chưa? Nam tử áo đen nói. Từng, vận triều này mặc dù yếu, nhưng bởi vì yếu, mới dễ thi triển. Bây giờ Thái Hoang thần quân chết rồi, Thái Hoang võ giới tất sẽ thay đổi thần quân. Những tên kia tất nhiên không dám tới làm việc xấu. Chỉ cần chúng ta điệu thấp một quãng thời gian thì có thể tránh thoát một kiếp, lại cầu báo thù. Nhắc đến báo thù, trong mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận. Nữ tử áo xanh biểu môi, nói: "Mong muốn báo thù", nói dễ dàng. Nam tử áo đen không nửa nói tiếp, hắn tan biến tại chỗ, nữ tử áo xanh thấy thế, giận đến dậm chân, đi theo tan biến tại chỗ. Nam đồng ngồi trước cửa cửa hàng thấy mà ngây người, bong bóng nước mũi rơi xuống đều không biết. Kinh thành, trong khách sạn, Lâm Hạo Thiên nhìn người trong nhà, nói: "Các ngươi tạm thời ở lại, ta phải đi bái phỏng cố nhân." ta sẽ cho người dẫn các ngươi đi du ngoạn một phen. Đám võ giả thanh thạch bộ lạc gật đầu, từng người đều có chút co quắc. Trước khi đến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều ôm lấy nghi vấn hoặc khinh thị thiên cảnh, cảm thấy thiên cảnh chẳng qua là nhiều hơn một vị đạo tổ thôi. Nhưng thiên cảnh phùng vinh làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, nhất là kinh thành, để bọn hắn bị hoa mắt. Thanh thạch bộ lạc thân ở Thái Hoang, thường xuyên di chuyển, người người du đảng giữa sinh tử, nào có ở không phát triển đủ loại sản nghiệp, mặc dù người thiên cảnh rất yếu, nhưng thiên cảnh phồn vinh để bọn hắn rất khẩn trương, trong lòng hổ thẹn lại hiếu kỳ. Lâm Hạo Thiên rời đi khách sạn, thẳng đến Long Khỏi Sơn, kết quả phát hiện trong sơn chỉ còn lại có đệ tử Long Khởi quan đang quét dọn, hỏi thăm mới biết, bọn người Bạch Kỳ, dịp tầm địch đi Linh Sơn. Hắn không thể không đi Linh Sơn, kết quả không có tư cách vào núi, điều làm khiến hắn bị chọc tức, chỉ có thể ở trong lòng kêu gọi tiền bối. Cũng không lâu lắm, bạch y vệ đến, tự mình dẫn hắn lên núi. Mấy ngày sau, Trần Lễ rời khỏi tử tiêu cung. Thương Trường sinh lộ ra nụ cười, lẩm bẩm nói. Thanh thạch bộ lạc, đây cũng là biện pháp không tệ. Chỗ sâu trong Thái Hoang có rất nhiều bộ lạc nhân tộc, phân tán ở các nơi, lẫn nhau cũng còn không hợp tác, nếu có thể thu chỉnh toàn bộ, cũng là một cổ lực lượng không nhỏ, chẳng qua là hắn tạm thời không có hứng thú, lưu cho Khương Tử Ngọc làm công tích. Nói đến Khương Tử Ngọc, hắn đã đột phá tới võ đạo Thánh Vương, võ đạo Thánh Vương không đến trăm tuổi, khiến cho người trong thiên hạ giật mình, ngay cả đế xương đều muốn thu hắn làm đồ đệ. Được Khương Trường Sinh phân phó, Khương Tử Ngọc đã bắt đầu đào móc thân tính thuộc về mình, không chỉ biết luyện công. Khương Trường Sinh đợi đến hắn đi đến thiên địa Đại Tôn, sau đó sẽ dời đến thiên đình tu luyện, về sau, thời gian hắn bế quan sẽ cực kỳ kéo dài, thiên cảnh giao cho thiên đình bảo hộ. Chuyện liên quan tới đạo tổ phong thần cũng truyền ra khắp Thái Hoang, những chủng tộc giao hảo cùng nhân tộc đều muốn chia một chén bột đậu, dẫn đến cường giả bên trong thiên cảnh càng ngày càng nhiều, cũng may những cường giả dị tộc này không dám làm loạn. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 82 năm, Tu Vi Khương Trường Sinh càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ là luận giá trị hương hỏa bản thân, đã vượt qua 8.000 ức, sau khi thành tiên, tốc độ hắn mạnh lên cũng không có chậm dần, ngược lại tăng tốc, chủ yếu là thiên hạ cũng chỉ có hắn tu tiên, thiên địa linh khí chỉ có hắn sử dụng cũng chỉ có hắn cảm ngộ quy tắc thiên địa khương trường sinh nhất mắt nhìn đi thiên hà đã rời đi thái hoang võ giới ngay cả bầu trời đều đã chữa trị tốt thiên hà để võ đạo linh khí toàn thể võ giới tăng trưởng gấp bội trong ngàn năm về sau thái hoang tất nhiên nên đón võ đạo bùng nổ hắn bỗng nhiên suy nghĩ một chút chẳng lẽ võ đạo linh khí chính là do thiên hà chế tạo võ đạo linh khí trấn ép thiên địa linh khí khiến cho võ giả chỉ có thể hấp thu võ đạo linh khí thời gian dài tích lũy dẫn đến chúng sinh đều không thể hấp thu thiên địa linh khí nếu như như thế nói theo một ý nghĩa nào đó cũng thiên hà là trấn áp hệ thống tu luyện không phải võ đạo khương trường sinh có chút hiểu được nếu như hắn muốn mở tu tiên có phải cũng có thể sáng tạo một đầu thiên hà hay không cứ như vậy khương trường sinh lần nữa tiến vào trạng thái ngộ đạo xem quy tắc lực lượng tái thiết suy nghĩ của mình về thiên hà Thời gian cực nhanh, như ngựa chạy trên đường. Lại là 10 năm trôi qua. Tiên nguyên năm 90, bên trong 10 năm, thiên cảnh đảng sinh số lượng võ đạo thánh vương vượt xa quá khứ, thiên hà chúc phúc không chỉ tăng trưởng võ đạo linh khí, còn để sinh linh các tộc có cảm ngộ võ đạo, nhân tộc càng như vậy. Một năm này, vào thu. Trong kinh thành lá phong phất với. Thường Giao Lăng cùng Khương Trường Sinh gặp nhau trong ngự hoa viên, nàng lấy ra ngọc thạch, đặt lên bàn, để Khương Trường Sinh cùng Tử Hoàng Thần Quân trò chuyện với nhau. Ta đã tiếp quản Thái Hoang võ giới, nhưng chỗ dựa của Thái Hoang Thần Quân mong muốn điều tra Thái Hoang võ giới, đã chứng được thần võ giới đồng ý, ta không thể ngăn cản." Sắc mặt Tử Hoàng Thần Quân nghiêm túc nói. Khương Trường Sinh nghe xong, nheo mắt lại, hỏi: "Có ý tứ gì?" Tử Hoàng Thần Quân nói: "Đi qua ta chu toàn, đối phương sẽ không đích thân xuống đây, nhưng sẽ phái người hạ giới điều tra." đến lúc đó ngươi cứ trốn đi ta tìm lý do nói ngươi đã rời đi ngược lại khí tức của ngươi hư vô đến lúc đó để vị chỗ dựa kia ở thiên ngoại quan sát thái hoang bảo đảm ngươi đã rời đi khương trường sinh dự cảm đến phiền toái người đối phương hạ giới rất dễ dàng sinh ra xung đột mấu chốt nhất là hắn đoán không được thái độ của tử hoàng thần quân tử hoàng thần quân rõ ràng nhìn ra hắn lo nghĩ bất đắc dĩ nói ta chính là chủ nhân thiên hà quyền lực đã đủ lớn bây giờ lần nữa chấp chưởng một võ giới, rất nhiều thế gia vọng tộc không vừa lòng ta, nếu không phải thường tộc ta thế lớn, ta căn bản không với được thái hoang võ giới, nhịn một chút đi. Sống qua một kiếp này, thái hoang võ giới sẽ bay lên, đây là cam đoan của ta, về sau võ giả thiên cảnh phi thăng, ta cũng sẽ đối xử tử tế. Khương Trường Sinh gật đầu nói. Vậy làm phiền thần quân hao tâm tổn trí. Tử hoàng thần quân nói. Đúng rồi, trước đó có mấy người hạ giới, Ta đã điều tra qua, trong đó hai vị tên Diệp Chiến, Diệp Thanh, tuyệt đối không nên thu bọn hắn, cũng không cần lôi kéo bọn hắn, Diệp tộc mạnh hơn thường tộc, nhưng bị phải thế gia vọng tộc khác đồ sát, tuy đã phá diệt. Nhưng người nào cũng không rõ ràng Diệp tộc có bao nhiêu cường giả ẩn núp trong bóng tối, không thể nói trước một ngày nào sẽ quay trở lại, người ở hạ giới không biết tình huống thượng giới, dính không được những chuyện này, nếu không sẽ trêu chọc tới tồn tại mạnh hơn cả chỗ dựa của Thái Hoang Thần Quân. Mặt khác, vạn cổ sát tinh bị thái hoang thần quân đưa đến thái hoang vốn muốn luyện hóa thành dược hiệu trường sinh đan bây giờ hắn đã chết ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng tung tích vạn của cổ sát tinh bằng không vạn cổ sát tinh một khi trưởng thành hậu quả khó mà lường được khương trường sinh cùng tử hoàng thần quân hàng huyên rất lâu đến lúc sau cơ hồ đều là tử hoàng thần quân nói miêu tả cho hắn tình huống huyền hoàng đại thiên địa cùng với thường tộc mạnh mẽ rất rõ ràng tử hoàng thần quân muốn lôi kéo khương trường sinh chỉ cần khương trường sinh phi thăng chỗ dựa của thái hoang thần quân sẽ không thể tìm được hắn ở võ giới nàng có rất nhiều biện pháp ẩn dấu khương trường sinh thậm chí để chỗ dựa của thái hoang thần quân không có chứng cứ nhưng khương trường sinh không muốn phi thăng không phi thăng còn có thiên địa quy tắc hạn chế dựa theo thường giao lăng nói bên trong võ giới chỉ cần thể hiện ra lực lượng vượt qua võ đế sẽ bị trục xuất đi trừ phi thiên hà buông xuống như trước khương trường sinh bởi vì từ nhỏ không dính võ đạo khí vận Quy tắc võ đạo quấy nhiễu không được hắn, quấy nhiễu lớn nhất là khi đổ kiếp. Thường giao lăng cất kỹ ngọc thạch, sau đó nói. Có thể tin nàng, nãy giờ không có nói láo. Khương Trường Sinh gật đầu, nói. Ta tự có biện pháp tránh thoát một kiếp này. Thường giao lăng không có nghi vấn, nhàn phím vài câu liền rời đi. Khương Trường Sinh trở lại bên trong tử tiêu cung, phân ra một tôn phân thân, bay tới trên tề thiên vân hải chờ đợi, bản tôn thì tiếp tục tu luyện. Mặc dù dựa theo phương pháp của Tử Hoàng Thần Quân thì có thể tránh, nhưng vạn nhất đối phương chưa từ bỏ ý định, cuối cùng vẫn muốn đối mặt. Khương Trường Sinh tạm thời không tính được chỗ dựa Thái Hoang Thần Quân mạnh bao nhiêu, ngược lại tất mạnh hơn Thái Hoang Thần Quân. 6 năm sau, tiên nguyên năm 96. Một khỏa thiên thạch xẹt qua chân trời, nện ở trên mặt đất mênh mông, nện đến mặt đất trong phạm vi trăm vạn dặm sụp đổ, sóng bụi khủng bố bao phủ từng hướng đi, thế không thể đỡ, mặt đất phá toái dãy núi sụp đổ, biển mây dảo tán. Dung nham trong lòng đất dân trào, nhân gian hóa thành địa ngục. Không biết đi qua bao lâu, bụi đất tán đi. Một khỏa vẫn thạch khổng lồ tọa lạc trên mặt đất hoang vu, mặt ngoài khảm nạm băng tinh, lượng lờ cháy khói, đỉnh bỗng nhiên bị phá vỡ, vết nứt đi theo mở rộng, cấp tốc lan khắp toàn bộ thiên thạch. Quanh một tiếng, một thân ảnh bay ra từ bên trong thiên thạch, cấp tốc rơi xuống đất, một bộ áo lam tung bay theo gió, hắn còn chưa ngẩng đầu, đá vụn đầy trời hạ xuống, còn chưa đụng phải hắn đã tiêu tán thành tro tàn. Hắn ngẩng đầu, phía dưới tóc trắng phơ là một khuôn mặt dữ tợn, khuôn mặt bị thiêu hủy, chỉ còn lại có hai mắt hoàn chỉnh, hắn há bờ môi khô nước, bên trong hiện ra trọc khí. Đã rất lâu không có đi vào võ giới, vừa hay tiêu khiển một chút. Nam tử tóc trắng dữ tợn cười nói, đúng lúc này, một thân ảnh lăng không xuất hiện trước mặt hắn, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, kim quang đã ánh vào trong mắt của hắn, để cả người hắn hốt hoảng. Chính là Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh chạy đến ngay thời điểm hắn phủ xuống, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng đại đạo chi nhãn trấn áp ý thức của hắn. Nam tử tóc trắng mạnh hơn Thái Hoang thần quân một chút, đi đến 3.000 ức giá trị hương hỏa, nhưng ở trước mặt Khương Trường Sinh, căn bản không đáng giá nhắc tới, một thần thông đã có thể định trụ. Trên thực tế, chỉ cần cảnh giới không cao hơn Khương Trường Sinh, Khương Trường Sinh có thể dùng linh hồn thần thông đã kích, đã biết võ giả không tu hồn. Khương Trường Sinh tự nhiên không phải muốn giết nam tử tóc trắng, mà là xuyên tạc trí nhớ của hắn. Huyễn thần đồng đã bị đại đạo chi nhãn thăng cấp làm thần thông, hiệu quả càng mạnh. Khương Trường Sinh trước đọc đến trí nhớ của hắn, người này tên là Bạch Sý Tinh, giống như Thái Hoang Thần Quân, hiệu lực dưới trướng cửu tuyệt hoàng. Cửu tuyệt hoàng cũng không phải người thần võ giới, mà là một tông môn, Thái Hoang Thần Quân bởi vì phi thăng, không có bối cảnh, chỉ có thể đầu nhập vào cửu tuyệt hoàng, dù vậy. Thái hoang thần quân bên trong thần võ giới một mực không thể tăng lên, cho nên sinh ra oán hận thần võ giới. Bạch sĩ tinh phụng mệnh hạ giới, tìm hung thủ tru diệt thái hoang thần quân, nhưng tên này cũng muốn nhân cơ hội dạo chơi nhân gian. Cặn bã Khương Trường Sinh đọc đến trí nhớ của hắn không nghĩ tới thượng giới cũng có ác ôn, không có chút phong phạm võ đạo cao nhân, nếu hắn là người như vậy, phải lưu hắn thêm một quãng thời gian. Khương Trường Sinh bắt đầu xuyên tạc trí nhớ của Bạch Sĩ Tinh, khiến cho hắn cho rằng mình đã hạ giới một tháng, phóng túng một tháng, điều tra đến người tru diệt Thái Hoang Thần Quân là một vị cao thủ thần bí khác đến từ thiên hà, giết xong Thái Hoang Thần Quân liền rời đi, Bạch Sĩ Tinh gặp qua chân dung cao thủ thần bí, là một nam tử. Dáng dấp rất hùng tráng, cụ thể thì để cửu tuyệt hoàng đi đoán. Đổi xong trí nhớ, Khương Trường Sinh bắt đầu chờ đợi không cho bạch sĩ tinh tỉnh lại. Chẳng qua tăng thêm trí nhớ một tháng đã để hắn có chút mỏi mệt, chủ yếu là bạch sĩ tinh có cảnh giới cao, dưới tình huống cảnh giới không kém nhiều, Khương Trường Sinh gần như không có khả năng đổi xong hết thảy trí nhớ của đối phương, cho nên hắn rất ít sử dụng thần thông này, bây giờ bị bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng. Trọn vẹn một tháng sau. Bạch sĩ tinh bỗng nhiên tỉnh lại, hắn ánh mắt cấp tốc trở nên trong veo, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhấc nhấc đai lưng, tán tháng nói, nhân gian thật sự sảng khoái, cần phải trở về. Hắn bột phát ra khí thế cường đại, sau đó bị lực lượng quy tắc thiên địa khu trục, cấp tốc bay lên không, bay tới thiên ngoại. Quá trình này rất khó chịu, làm đầu óc hắn choáng váng, hắn ổn định thân ảnh trong hư không, hướng về phía thiên hà xoắn ốc phương xa bay đi. Phân thân Khương Trường Sinh thì dùng tốc độ cao nhất chạy về thiên cảnh. Một lát sau, Khương Trường Sinh dung hợp cùng phân thân, tiếp nhận xong trí nhớ, hài lòng cười một tiếng cửu tuyệt hoàng quả nhiên vô luận là ở đâu người đều quan hệ xã hội khương trường sinh yên lặng suy nghĩ hắn tính toán một thoáng thực lực cửu tuyệt hoàng không ở bên trong phạm vi dò xét bây giờ toàn bộ thái hoang võ giới đã ở bên trong phạm vi dò xét của hệ thống nhưng huyền hoàng đại thiên địa càng càng bao la quỷ mới biết cần bao nhiêu năm mới có thể hoàn toàn bao trùm khương trường sinh nhắm mắt tiếp tục luyện công kiếp nạn này đi qua hắn cần phải làm là sớm ngày đột phá. Phía dưới trời xanh, từng phù đảo đứng ở trong mây, tiên hạt thành hàng bay tới bay lui, càng có võ giả bay lượng, hoặc là cưỡi thiên mã tung hoành, như tiên cảnh. Bạch sĩ tinh mau chóng đuổi theo, cấp tốc rơi vào trên một hòn đảo nổi, đi theo đến trước cổng chính cung điện, quỳ xuống. Tông chủ, thuộc hạ đã điều tra qua, xác thực có người theo thiên hà hạ giới tru sát thái hoang thần quân, nhưng cụ thể là ai, thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ thăm dò đối phương gọi tề thiên đại thánh. Bạch sĩ tinh mở lời, mặt lộ vẽ ra ngưng trọng, trên thực tế sau khi hạ giới hắn mua vui khắp nơi, cũng sợ gặp được vị tề thiên đại thánh kia. Tề thiên đại thánh Trong cung điện vang lên một tiếng nói hùng hậu, ngữ khí đầy nghi hoặc, rõ ràng chưa nghe nói qua cái tên này. Bạch sĩ tinh nói Đối phương rất mạnh, nghe nói đại chiến không có kéo dài quá lâu, mà lại có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, sợ là trong cung điện cửu tuyệt hoàng không có nói tiếp. Bạch sĩ tinh hỏi. Cần ta đi võ giới khác dò xét không? Không cần, đối phương tất nhiên sẽ không lại trốn ở võ giới, đi điều tra tề thiên đại thánh, ta muốn toàn bộ tình báo của hắn. Tuân mệnh. Bạch sĩ tinh đứng dậy rời đi. Tiên nguyên năm 100, thiên cảnh thành lập tròn 100 năm, cả triều cùng chúc mừng, Khương Trường Sinh không có hiện thân, lại là để Khương Tử Ngọc Phụ trách chủ trì, kinh thành nên đón náo nhiệt trước nay chưa có vùng trời toàn bộ ti châu đều có thân ảnh võ giả sinh linh dị tộc vô cùng náo nhiệt từ tháng 1 đến tháng 3, vui mừng không ngừng khương tử ngọc cũng xem như chính thức biểu diễn để người trong thiên hạ biết được hắn muốn bắt đầu tiếp quản hoàng quyền đầu tháng tư khương trường sinh đang luyện công đột nhiên mở mắt mày nhăn lại loại cảm giác này khương trường sinh dùng thần niệm dò xét kinh thành rất nhanh khóa chặt phủ thái tử hắn truyền âm cho khương tử ngọc cũng không lâu lắm khương tử ngọc đến trong tay còn ôm một đứa con nít thần sắc hắn thấp thỏm đi đến trước mặt khương trường sinh quỳ xuống không dám đối mặt nguyên lai like khương tử ngọc bởi vì năm ngoái quá phóng túng không cẩn thận để một thiếp thất mang thai dĩ vãng hắn sẽ cố ý tránh đi sinh con sợ là nguy hiểm đoạt chính dù sao hoàng hậu còn chưa xác lập ánh mắt khương trường sinh khóa chặt hài nhi trong ngực hắn chú ý tới mi tâm hài nhi có một đầu huyết văn mơ hồ có một đường nhỏ đứa nhỏ này của ngươi thật không đơn giản ánh mắt khương trường sinh phức tạp nói nhấc tay khẽ vẫy hút bé trai đến trước mặt lúc đầu hắn còn muốn chờ khương tử ngọc lập hoàng hậu lại để khương tú đầu thai không nghĩ tới bị người nhanh chân đến trước nếu như hắn không có đoán sai vị này chính là vạn cổ sát tinh đối phương thần không biết quỷ không hay đầu thai đến bên trong hậu nhân hắn đạt được huyết mạch của hắn Hắn bắt đầu đọc đến trí nhớ của bé trai, phát hiện trống rỗng, không có trí nhớ kiếp trước, chẳng qua là trong cơ thể có một cổ lực lượng như có như không. Cẩn thận quan sát, Khương Trường Sinh phát hiện gân cốt bé trai khắc lấy phù văn thần bí, hắn xem không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được bên trong phù văn lộ ra sát ý, những phù văn này có thể nương theo hô hấp mà hấp thu võ đạo linh khí. Không sai, là hấp thụ. Võ giả luyện võ, là mượn nhờ võ đạo linh khí tôi thể, có rất ít chủng tộc có thể hấp thu võ đạo linh khí. Gân cốt kẻ này đang thuế biến, chẳng qua là dấu hiệu của loại thuế biến này hết sức thông thả. Phụ hoàng, tư chất hắn rất mạnh sao? Vẻ mặt Khương Tử Ngọc đầy phức tạp nói. Hắn cũng ý thức được vấn đề lớn, nếu như tư chất rất mạnh, về sau Thái Tôn có thể hàng được hay không? Khương Trường Sinh nói. Từng, rất mạnh, kế thừa tư chất của ngươi, nhưng mệnh cách bản thân lại không đơn giản. Mặc kệ như thế nào, vị vạn cổ sát tinh này đã trở thành Tôn Nhi hắn, nếu hắn rút hồn phách đi, nói như vậy, Tôn Nhi cũng phải chết. Ta muốn biết người mạnh nhất mà vạn cổ sát tinh có thể mời tới mạnh bao nhiêu. Cần tiêu hao không giá trị hương hỏa, có tiếp tục hay không? Đây không phải giá trị hương hỏa của hắn à. Khương Trường Sinh nhíu mày, ít nhất đã chứng minh hài nhi trước mắt là vạn cổ sát tinh, còn chứng minh cũng không phải âm mưu. Cơ duyên xảo hợp Không có khả năng trùng hợp như vậy Khương Trường Sinh hoài nghi vạn cổ sát tinh là một loại mệnh cách Có thể tự động tìm kiếm được huyết mạch tốt nhất trên đời này tiến hành đầu thai Hắn trả lại hài nhi cho Khương Tử Ngọc, nói Lấy xong tên của hắn chưa? Khương Tử Ngọc vội vàng thuận cán trèo lên trên, nói Không có, thỉnh phụ hoàng ban tên cho Hắn mặc dù bất đắc dĩ, xấu hổ, nhưng dù sao cũng là con của mình, không có khả năng bỏ qua trên thực tế lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử hắn đã hết sức vui vẻ khương trường sinh nói gọi khương thiện đi hy vọng hắn cả đời làm việc thiện khương thiện tên rất hay nhi thần nhất định sẽ dạy bảo hắn thật tốt khương tử ngọc bảo đảm nói khương trường sinh phất tay ra hiệu hắn lui ra đợi hắn rời đi khương trường sinh thở dài một tiếng liên quan tới vạn cổ sát tinh hắn không muốn lộ ra quá nhiều để tránh biến khéo thành vùng, chẳng qua hơi cho ám chỉ, để Cương Tử Ngọc tận khả năng dạy bảo theo hướng tốt. Một lát sau, hắn tan biến trong cung, đi vào Ngự Hoa Viên. Cho cung nữ sắp xếp người đưa tới rượu ngon món ngon. Địa phương trong cung mà thánh thượng ở không nhiều, cho nên Ngự Hoa Viên mỗi ngày đều có người trông coi, dù cho 10 năm gặp một lần, cũng phải trông coi. Thường giao lang trống trỗng xuất hiện trước bàn, đi theo ngồi xuống, hỏi không biết bệ hạ gọi ta tới cần làm chuyện gì?" Khương Trường Sinh nói. Nghe chuyện vạn cổ sát tinh, trẫm có chút lo lắng, làm phiền cô nương nói lại sự tích của vạn cổ sát tinh. Liên quan tới vạn cổ sát tinh, ta hiểu rõ không nhiều, cũng chưa từng thấy tận mắt, truyền thuyết vạn cổ sát tinh trăm vạn năm sinh ra một vị, bọn hắn sinh ra có tư chất siêu phàm, thừa hành võ đạo sát nghiệp, những nơi đi qua đều là núi thay biển máu, đối với võ đạo mà nói, đây là bảo trì thiên địa cân bằng nhưng đối với nhân tộc mà nói. Đây là mối nguy lớn lao, mỗi khi vạn cổ sát tinh xuất hiện, sẽ dẫn tới huyền hoàng đại thiên địa tiểu sát. Thường Giao Lăng bắt đầu nói đến kiến thức của bản thân về vạn cổ sát tinh, nhắc đến vạn cổ sát tinh, phản ứng của nàng cũng không lớn, dù sao không có thực sự tiếp xúc qua. Gần vạn năm qua, huyền hoàng đại thiên địa từng sinh ra vạn cổ sát tinh, tuy bị tru diệt, nhưng thần võ giới lại trục xuất thi thể hắn vào thiên hà, vì sao làm như thế, ta cũng không rõ ràng, tử hoàng thần quân cũng không có nói cho ta biết, có lẽ thần võ giới có sắp xếp cho vạn cổ sát tinh. Thường Giao Lăng nói đến chỗ này, lắc đầu. Khương Trường Sinh tò mò hỏi. Thần võ giới đến tột cùng là tồn tại như thế nào? Thường Giao Lăng nói. Thần võ giới tựa như triều đình thiên cảnh, mà ba ngàn thiên địa là châu, mặc dù thần võ giới nắm trong tay huyền hoàng đại thiên địa, nhưng không thể trưởng khống tông môn, thế gia vọng tộc hai bên một mực tranh đấu gay gắt có lẽ phóng túng vạn cổ sát tinh tiến vào thiên hà là thần võ giới muốn mượn cơ hội này đối kháng những vạn cổ cự đầu kia khương trường sinh lâm vào trong suy tư như vậy xem ra bên trong huyền hoàng đại thiên địa còn muốn phức tạp hơn hắn tưởng tượng phức tạp rất tốt có rất nhiều không gian lợi dụng cũng có thể tranh thủ cho hắn thời gian để phát dục tốt hơn thường giao lăng bắt đầu nói về khống cảnh của thường tộc ở trong huyền hoàng đại thiên địa thường tộc mạnh mẽ nhưng cũng có phiền phức của mình, đây cũng là bệnh chung của rất nhiều đại tộc. Khương Trường Sinh kiên nhẫn nghe, hai người hàng huyên rất lâu. Đại điển trăm năm đi qua, Thái tử Khương Tử Ngọc bắt đầu tiếp quản quốc sự, quần thần thiên cảnh cuối cùng nên đón Tảo Triều đã lâu, phía trên Tảo Triều, Khương Tử Ngọc cũng không có ngồi long ỷ mà ngồi trên bảo tọa dưới ghế rồng. Thấy Khương Tử Ngọc xuất hiện bên trên Tảo Triều, quần thần đều ý thức được một sự kiện. Tháng ngày cách đạo tổ nhường ngôi càng ngày càng gần, đạo tổ rời đi, thiên cảnh còn có thể cường thịnh sao? Còn có, bọn hắn có thể bắt kịp thời cơ đứng hàng tiên bang hay không? Quần thần thiên cảnh bởi vì cảm giác cấp bách trở nên càng nỗ lực, Khương Tử Ngọc cũng không có để bọn hắn thất vọng, đưa ra không ít kế hoạch lớn, cho quần thần không gian phát huy. Tên Khương Thiện bắt đầu truyền ra ở Kinh Thành, làm con độc nhất của Thái Tử, hắn tự nhiên hào quang vạn trượng, mộ linh lạc rất yêu thích hắn, thường xuyên mang theo hắn đi Linh Sơn, đi mộ gia. Thời gian trôi qua. Lại 10 năm trôi qua. Khương Trường Sinh đã thành thói quen 10 năm mở mắt một lần, chỉ cần Thiên Hạ không có việc gì, hắn lười nhác ra mặt, sở dĩ 10 năm một lần cũng là vì quan tâm người bên cạnh. Khương Thiện 10 tuổi đã thể hiện ra thiên phú, gần đây đi bên cạnh theo Khương Mệnh tu hành, đây cũng là mộ linh lạc an bài, hy vọng Khương Thiên Mệnh có thể ảnh hưởng đến Khương Thiện trưởng thành, Khương Trường Sinh không có giúp Khương Tử Ngọc lập trữ, liền mang ý nghĩa Khương Thiện không thể trở thành thiên tử dưới tình huống như vậy khương thiện tốt nhất đừng có giả tâm bởi vì khương tử ngọc đã bị dự là thiên hạ đệ nhất thiên tài cho nên người trong thiên hạ đều đang chờ mong khương thiện trưởng thành trên thực tế khương thiện cũng không có khiến người ta thất vọng chẳng qua là so với khương tử ngọc vẫn kém một chút khương trường sinh dùng thần niệm quan sát khương thiện xác định tiểu tử này không có đi lệch hướng quá lớn mới yên tâm thiên tư của khương thiện mặc dù không bằng khương tử ngọc nhưng Khương Trường Sinh lại cảm thấy tiềm lực của hắn còn chưa bị đào móc, phù văn trong gân cốt hắn còn đang tăng cường tư chất thân thể hắn. Khương Tiễn, Khương Thiên Mệnh, Khương Huyền Chân, Khương Thiện. Ánh mắt Khương Trường Sinh lấp lánh, muốn bồi dưỡng đám tử tôn thành một đội thần tướng hay không, về sau vì Thiên Đình chinh chiến bốn phương, còn có thể để mặt mũi hắn sáng sủa. Khương gia rất nhiều tử tôn, không ít người tư chất rác tuyệt. Kế hoạch này không tệ, có thể giữ lại Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, sau này thiên đình cũng không thể chỉ dựa vào hắn một người, muốn chân chính cường đại lên, chính thần trong phong thần bản đều phải là tư chất rác tuyệt. Mộ Linh Lạc cùng cơ võ quân đang du lịch Thái Hoang, Khương Trường Sinh nhắm mắt tiếp tục luyện công. Bạch Sĩ Tinh rời đi nhiều năm, hắn cũng không có cảm giác bị theo dõi, điều này nói rõ cửu tuyệt hoàng đã bị tề thiên đại thánh mê hoặc, không tiếp tục nhìn chầm chầm Thái Hoang võ giới. Trong thời gian sau này, Khương Trường Sinh hẳn là sẽ không gặp được phiền toái, cho đến hắn lần sau đột phá. Chờ đến lúc hắn đột phá, tử hoàng thần quân thân là chủ nhân thái hoang võ giới sẽ cải biến thái độ hay không, Khương Trường Sinh cũng không nắm chắc được. Mặc kệ như thế nào, hắn muốn không ngừng mạnh lên. Hai năm sau, tiên nguyên năm 112. Khương Trường Sinh đột nhiên cảm nhận được cái gì, mở tròn mắt, nhìn về phía một phương hướng, thi triển thiên địa vô cực nhãn. Tầm mắt tiến lên, dùng tốc độ cực nhanh khóa chặt đối phương bên trên một núi cao nguy nga hùng vĩ một thân ảnh thần bí đang chậm rãi bay lên thân hình hắn giống như người tứ chi cường tráng tóc tai bù xù quanh người lượn lờ hàng khí hắn đang phi thăng khương trường sinh lần đầu tiên nhìn thấy có người phi thăng cảnh giới đối phương hẳn là vào khoảng thiên địa đế cảnh tứ trọng thiên hắn cũng chưa từng gặp qua chi chủng tộc này điều này nói rõ tử hoàng thần quân bắt đầu hành động Tử Hoàng thần quân tiếp quản Thái Hoang Võ Giới, đương nhiên sẽ không tiếp nhận thông, Thái Hoang Võ Giới có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng Võ Đế cho nàng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.